Ê, quen biết gì không ngồi kế bên vậy? Xin ra coi. Nãy em đói bụng quá, chị chỉ có tiền cho em xin ít tiền ăn miếng gì cho đỡ đói bụng. Gì? Cái bụng hả? Dạ. Nè, đợi xíu đi cho ít nè, mua gì đó. Ê, Ăn cướp mày. Trời ơi, may quá. Thứ gì đâu không. Sao, có bị mất tiền không con? Dạ không. Vậy là may rồi. Ây, đến cái khu này á, con phải cẩn thận. Chứ mấy cái đứa vậy á, ở đây nhiều lắm. Dạ. Trời ơi, may mà nhờ có gì luôn á. Thôi, con không biết làm sao luôn. Có gì đâu. Tại cũng may là vì tiện đường có con chuyện tới đây nè. Với lại dì có hẹn với mấy bà bạn tới đây làm từ thiện cho mấy cái chùa đó. Ừ, mà con làm cái gì vậy? Dạ, cũng không giấu gì cô. Con kinh doanh bất động sản. Dạ, với kinh doanh nhảy chợ gần đây nè cô. Ừ, đó, thì cẩn thận nha. Dạ. Bộ đang hẹn bạn đúng không? À, dạ, đúng rồi. Dì cũng hẹn mấy bà bạn tới đây á, để họp bàn cái kế hoạch mà đi từ thiện tới đây nè. Sao giờ này cũng chưa tới à? Buồn miệng quá, ăn miếng đỡ buồn con. Làm gì giờ này chưa tới ta? Lâu ghê á. Con. Sao không con? Chỗ đó con bé này. Linh. Trời ơi. Mày gọi anh qua gấp. Mày làm gì mà nằm ngủ vô bàn phê hả? Xin lỗi, tính nha. Em chắc em ngủ quên á. Ủa? Cái túi xách với cái điện thoại. Vòng vẹn nó cho mà chơi. Anh tính ai không anh tính? Em đâu biết gì đâu, anh mới vô mày vô gì nữa. Ủa cái nào là bà không trời? Bà nào? Ui, đã quá má ơi, vô bánh má ơi. Tuyệt vời. Ui là trời, con ơi nhìn nè. Ui, nhiều lắm. Ui, nói cho con biết chứ, má mẹ con này mấy bữa nay rồi. Lạng tới lạng lui, nhìn là biết dân có tiền. Nè, trong này nè. Đây rồi nè. Tính ra cũng gần cả 100 triệu đó má. Ngon rồi. Mà bữa nay mày té mày làm quá. Má đẩy mạnh mà. Mạnh gì mà làm má hết hồn luôn á. Nè, bị này nè, cái này phải tầm thuốc thang mày. 10 triệu lết liền. Cho mới dán vô. À, nhìn má sao con? Đẹp. Trời ơi, đẹp hơn con nhỏ liền. Đó, má con đeo cái gì vô không đẹp. Đó. Nè, từ giờ đúng kế hoạch mà làm được chưa? Dạ. Okay, yeah. Anh tính. Nó kệ. Lần này tao chốt điều 100 triệu. Có gì đâu, bình thường. Ừ, triển thôi. Cái thằng đó đó, nó giả bộ ăn xin á, xong rồi nó kết hợp với bà kia, dụ người ta mất cảnh giác và lừa. Nó đó. Mày có chắc chắn là nó không? Em chắc chắn 100% luôn. Được rồi, để tao. Dạ, ok, em đợi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Chào con. Con cho cô hỏi thăm là ở trong cái xã của mình á, có chỗ nào mà còn những cái chùa mà nó bị xuống cấp hay là cái đình á cần phải sửa sang lại không? Cô đây là... Cô là ở bên nhóm từ thiện ở nước ngoài mới về, chuyên đi xây dựng lại rồi sửa sang lại những cái chùa mà đã bị xuống cấp á. Cô có hỏi trên xã, họ cũng cho một danh sách một số chùa thì cô cũng đã sửa rồi. Nhưng mà hôm nay cô muốn xuống tận dưới dân nè, xem là có những cái đình nho nhỏ vậy đó, họ muốn sửa cái sẵn dịp tụi cô sửa luôn. Cô tốt bụng quá. Bây giờ mà kiếm được mấy người có tấm lòng thiện nguyện như cô á thì khá là khó. Mà có cái là con cũng Việt kiều nước ngoài về. Vậy cho hả? Nên là con cũng không có biết gì ở đây hết trơn á. Đang ngồi chờ bạn hả con? Dạ, con chờ đối tác đến để coi mấy hợp đồng bất động sản mà. Dạ. Nhìn con á, tự nhiên cô nhớ lại con trai cô quá à. Nó nhìn cũng hoạt bát, đẹp trai xinh xắn giống như con vậy đó. Tiếc là
nó đã bỏ con đi trước cô một bước rồi. Ủa là sao cô? Nó đã bị mất trong một vụ tai nạn rồi con ạ. À. Dạ con xin lỗi, con chia buồn cùng cô. Cảm ơn con. Con biết không, hồi xưa khi mà nó còn á, nó thích ăn cái kẹo này lắm. Con có ăn không? À, con thì cũng thích ăn kẹo cho lắm. Thôi, cho con Dương nha. Hồi đó á, con của cô á, nó hay bị đau họng. Cái kẹo này á, sát khuẩn họng tốt lắm. Con là có triệu chứng bị ho, ăn cái này là tốt lắm đó. Ngon không cô? Ừ. Con sao vậy con? Con ơi, nè, mày tính làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Mấy người làm gì vậy? Thầy ơi, đừng có đánh nó. Mấy người làm cái gì vậy? Mà cậu ăn kẹo của tôi nè, sao cậu còn tỉnh? Kẹo của ba năm đây nè. Sao anh đánh tôi? Tôi là khách, tôi uống cà phê. Tôi thấy mấy người ăn hiếp người già thì tôi lại tôi can chứ bộ. Ai dạ? Ai dạ? Má ha. Sao không con? Sao? Má con rồi ha. Rồi, khỏi diễn kịch nữa. Vở kịch đó là kết thúc. Tôi nói cho hai mẹ con mà nghe nè. Nghĩ sao vậy? Bao nhiêu chuyện tốt không làm để đặt giải danh thiện nguyện. Xong rồi tiếp cận con mồi, dụ dỗ người ta ăn kẹo mê. Rồi làm gì? Cướp đoạt sản người khác. Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng nha. Bằng chứng nào cậu nói tôi làm những cái việc đó hả? Bằng chứng đâu hả? Hồi nãy giờ hành động của hai mẹ con bà tôi quay lại hết rồi. Tội chối ha. Còn chối nữa không? Mày là ai? Mày lại xí vô chuyện của tao vậy hả? Tôi cho mẹ con bà là gặp tôi là tính shipper, giải giới tính shipper. Không gì là khó, để cái chuyện đưa mẹ con bà lên. Bây giờ không nói nhiều. Đốt mũi nó chạy mày. Đi.